xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video clip phần 2 của cuộc du hành bằng du thuyền 5 sao của Thanh Mai. Các bạn ơi, Thanh Mai hiện tại đang đứng trên du thuyền, một trong những cái du thuyền nổi tiếng nhất thế giới của tập đoàn du thuyền MSC này các bạn. Thanh Mai đang đứng tại khu vực lầu 14. Đây là một cái khu vực có hồ bơi ngoài trời. Thật ra đó, là Thanh Mai đang quay như vậy đó các bạn, nhưng mà nó lạnh lắm đó các bạn. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài hiện tại là đang là 2 độ C đó các bạn. Một người mà rất là ghét nhiệt độ lạnh như Thanh Mai thì thật sự là đứng ở đây quay không thích chút nào đó các bạn. Thanh Mai tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cái chuyến đi du lịch và hành trình khám phá đất nước Nhật Bản bằng du thuyền MSC nha các bạn. Nhưng mà cho phép Thanh Mai chia sẻ với các bạn một ít thông tin về cái du thuyền MSC này nha. Là một tàu du lịch toàn cầu được đăng ký tại Thụy Sĩ và có trụ sở tại Geneva. Nó được thành lập tại Naples của Ý đó các bạn, vào năm 1989. Đây là một phần của công ty vận tải Địa Trung Hải và là nhà khai thác vận chuyển container đứng thứ hai trên thế giới. Ngoài việc là một công ty du lịch tư nhân lớn nhất thế giới, sử dụng khoảng 23.500 người trên toàn thế giới và có văn phòng tại 45 quốc gia vào năm 2017, thì du thuyền MSC là công ty du lịch lớn thứ tư trên thế giới sau Carnival Corporation, sau Royal Caribbean hoặc là Cruise và Navy Cruise Line Holding, với 7,2% cổ phần của tất cả các hành khách được vận chuyển trong năm 2017. Thật ra đó các bạn, là một người làm trong ngành du lịch quốc tế đó, thì Thanh Mai đón rất là nhiều du khách tàu biển đến tham quan và du lịch ở Việt Nam mỗi năm như vậy. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên Thanh Mai là du khách được trải nghiệm tất cả những cái dịch vụ tốt nhất ở trên một cái du thuyền nổi tiếng nhất ở trên thế giới đó các bạn. Thì các bạn biết không, là Thanh Mai rất là thích, và Thanh Mai cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái chương trình du thuyền của Thanh Mai ở video clip phần 1 rồi. Trong video clip phần 2 này, Thanh Mai xin phép chia sẻ với các bạn đầy đủ hơn và nhiều thông tin hơn về cái chương trình hành trình của khám phá từ Thượng Hải qua Nhật Bản nha các bạn. Đứng ở đây nè các bạn, có thể nhìn thấy biển rất là đẹp và rất là tuyệt luôn đó các bạn. Vừa mới thức dậy nè các bạn. Tối hôm qua thì Thanh Mai ngủ đêm đầu tiên ở trên thuyền. Mặc dù là ngủ trên thuyền đó các bạn, nhưng mà cái thuyền này á, nó đi rất là êm, và Thanh Mai không có cảm giác gì như là mình giống như mình đi trên biển cả, mà Thanh Mai có cảm giác như là mình đang ngủ ở trong phòng khách sạn vậy đó các bạn. Ngủ ngon quá trời luôn. Thanh Mai không biết trời đất gì luôn á. Đi lên giường ngủ là sáng tỉnh dậy là biết là mình dậy á, chứ còn thật ra không có cảm giác gì là mình đang ở trên biển đâu các bạn. Cái phòng của Thanh Mai là ở lầu 10, phòng 170. Và các bạn biết không, là cái phòng của Thanh Mai đó, nói chung là có đầy đủ tất cả mọi nội thất ở trong phòng. Có ấm đun nước nóng nè, có nhà tắm nè, với tất cả những cái giấy nè, khăn tắm nè, rồi xà bông gội đầu nè, hay dầu xả, tất cả mọi thứ đều có đầy đủ hết. Đặc biệt là phòng của Thanh Mai có cái cửa sổ nhìn ra ban công đó các bạn, nhìn ra khu vực ngoài biển á. Thì Thanh Mai hiện tại đang có mặt tại khu vực nhà hàng buffet Bora Bora. Cái nhà hàng này á, nó nằm tại lầu 14. Đây là một cái nhà hàng mà các bạn biết không, tất cả các du khách khi mà ăn sáng thì lên khu vực này. Tại vì cái nhà hàng này nó phục vụ 24/24, có rất là nhiều đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng thì có tất cả các loại bánh mì nè ha, có dạng như là trái cây nè, có đồ chiên nè, có trứng luộc nè, có cơm chiên, có mì, có tất cả các loại trái cây. Mà mỗi ngày như vậy á,
thì nhà hàng phục vụ những cái món đồ ăn khác nhau. Ở hôm nay lấy trái cây là hôm nay chọn cái sữa chua đó các bạn, ăn rất là ngon luôn ha. Du khách vào trong nhà hàng đó thì tùy ai mà thức dậy vào mấy giờ thì sẽ vào ăn lúc đó, và tùy vào cái việc mà chúng ta ngủ ở cái phòng là ở tầng mấy đó các bạn, thì nó phân ra. Mặc dù là nhà hàng ăn sáng ở lầu 14, nhưng mà nguyên một cái lầu 14 luôn các bạn, là hầu như là nó phục vụ cho cái việc nhà hàng đó. Tại vì trong cái du thuyền này á, có tổng cộng là 5.000 du khách và 2.000 phi hành đoàn, và tất cả những cái người điều hành cũng như là người phục vụ trên cái tàu này đó các bạn. Và chính vì vậy mà cái nhà hàng thì nó phân ra rất là nhiều khu vực và rất là rộng, để cho du khách có thể tiện ở tầng nào thì sẽ vào khu vực tầng đó ngồi, không có sợ là không có chỗ ngồi ha. Ăn sáng xong đó thì Thanh Mai đi lòng vòng để quay video chia sẻ cho các bạn. Nè các bạn cũng có thể đi bằng cái lối thang bộ này các bạn. Ngay chỗ bên cạnh thang máy đó thì nó sẽ có thang bộ. Và cái thang bộ này là nó sẽ dùng cho cái lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Nếu mà có báo động là có những cái gì mà dạng như không tốt á, thì du khách sẽ đi bằng thang bộ. Đó, thì bây giờ Thanh Mai dẫn các bạn đi vô khám phá câu lạc bộ LIGO ha. Thì cái câu lạc bộ LIGO này nó cũng nằm dạng như mình hồi nãy Thanh Mai đi thang bộ đó các bạn, đi lên lầu 15. Thì đây cái khu vực chơi cho em bé này nó nằm ở khu vực 15. Thì khi mà chúng ta muốn vào trong này đó, thì thông thường những cái gia đình đó, mà người ta dẫn con nít đó, mấy em bé đi du lịch đó, thì người ta sẽ đến đây đưa cái thẻ phòng cho nhân viên của MSC, sau đó sẽ cho con của mình vào trong cái phòng này để chơi ha, những cái trò chơi Lego, và có hướng dẫn viên cũng như là có giáo viên của bên MSC hỗ trợ cho các em nhỏ chơi luôn. Ở khu vực tầng 15 này thì chúng ta cũng có thể đi ra khu vực công viên Aqua. Đó, các bạn có thể đứng ở trên khu vực ban công của du thuyền. Các bạn có thể ngắm toàn cảnh của biển. Và các bạn cũng có thể nhìn xuống khu vực hồ bơi luôn. Khu vực hồ bơi thì nó kết nối giữa lầu 14 và lầu 15. Thì du khách cũng có thể gọi đồ uống, tại vì khu vực hồ bơi nó có quán bar luôn đó các bạn. Có thể gọi đồ uống nè, ngồi ngắm hồ bơi, ngắm cảnh và uống bia hoặc là uống nước gì đó thì tùy du khách ha. Đó, Thanh Mai đang có mặt ở đây nè các bạn. Mà câu lạc bộ thanh thiếu niên đó các bạn, Thanh Mai thấy hầu như mấy bạn trong du thuyền đang chơi một trò chơi cùng với những nhân viên của MSC này các bạn, rất là dễ thương luôn đó. Tức là chơi một trò chơi đơn giản thôi, nhưng mà nói chung đó là cái này là hên xui nha. Ví dụ như là sẽ đếm 1, 2, 3, và bạn sẽ chọn bất cứ một cái trái cây gì đó. Nếu trái cây của bạn mà trùng với trái cây mà của cái bạn mà của bên nhân viên của MSC đó, thì bạn sẽ là người chiến thắng. Thanh Mai cũng tham gia luôn. Mà Thanh Mai bóc không có trùng, Thanh Mai bóc đâu cái quả quả khế đó, nhưng mà các bạn kia lại bóc xuống quả lông cục. Rồi có một cái cô dễ thương lắm, cô nói rằng là tụi con ơi, tụi con rất đẹp trai, bây giờ đó cô muốn có một món quà của tụi con. Thế là cô giơ cái trái cây lên trước, và cái bạn nam đó rất là dễ thương, chọn đúng cái trái cây của cổ giơ lên luôn và tặng cho cô ấy một món quà. Nè, các bạn thấy không nè, Thanh Mai đi vô trong đúng không? Thì trong khu vực thang máy này nè các bạn, có tổng cộng là 4 cái thang máy. Thì chúng ta có thể sử dụng bất cứ một cái thang máy nào thì chúng ta cũng có thể đều di chuyển được toàn bộ trong cái du thuyền. Du thuyền tổng cộng có 18 tầng.
Đó, bây giờ Thanh Mai dẫn các bạn vô một cái khu vui chơi dành cho những em bé dưới 3 tuổi nha các bạn. Tại vì là nhiều cặp vợ chồng đi du lịch thì người ta mang theo cả con nhỏ nữa. Đó, thế nên là người ta cũng muốn dẫn con lên khu vực dành cho những em bé nhỏ tuổi để chơi những cái trò chơi dành cho phù hợp với đúng lứa tuổi của mình. Đó, các bạn thấy không nè, có khu vực máy tính nè, rồi có mấy cái nôi nè các bạn, có võng nè ha, có nôi cho những em bé nhỏ tuổi khoảng tầm mấy tháng tuổi cũng có luôn, có giường nè, có 4-5 cái giường rất là đẹp luôn, để cho mấy em bé mà muốn ngủ thì vào đó ngủ. Rồi có những cái trò chơi bowling nè, trò chơi dạng như là đu đưa nè, có xe đẩy nè, có những cái mô hình trò chơi lắp kép nè. Tất cả những cái khu vực nhà vui chơi này nè các bạn thì được nhân viên của MSC lau dọn rất là sạch sẽ mỗi ngày. Có những cái trò chơi xếp hình này các bạn cho những em bé 3 tuổi đó các bạn. Đó, những cái trò chơi này dành cho những em bé nhỏ tuổi và nó rất là dạng như là rất là sặc sỡ, rất là màu mè, rất là dễ thương. Bởi vì em bé thì thích màu mè rất là rực rỡ. Đó, đây là cái thẻ lên tàu của Thanh Mai ha, mà cũng là chìa khóa phòng của Thanh Mai luôn. Đó, có tên của Thanh Mai và có tầng cũng như là số phòng luôn. Khi mà chúng ta đi du lịch ở trên du thuyền đó các bạn, thì ngoài cái việc mà chúng ta ăn, chơi và tham gia những cái chương trình ở trong du thuyền đó các bạn, thì nếu mà chúng ta cảm thấy mệt quá thì chúng ta về phòng nghỉ ngơi, ngủ một chút xíu, sau đó chúng ta thấy khỏe rồi thì chúng ta lại đi chơi tiếp. Đó, các bạn thấy không, phòng của Thanh Mai đó các bạn, nhìn ra biển nè các bạn. Đó, thì từ trên du thuyền đó các bạn, đó các bạn sẽ thấy được là toàn cảnh của biển ha. Tại vì Thanh Mai đi từ Thượng Hải qua bên Nhật Bản, thế nên là cái khu vực biển này nè các bạn, tại vì đây là ngày thứ hai thì tầm khoảng ngày thứ ba thì Thanh Mai mới đến nơi. Đó, thì các bạn thấy không, bây giờ Thanh Mai dẫn các bạn đi lầu 7 nha. Ở cái khu vực lầu 7 này nó có cái trung tâm mua sắm đó các bạn. Tại đây là một cái du thuyền 5 sao, thế nên trên cái du thuyền này có một cái trung tâm mua sắm, nó giống như là cái trung tâm mua sắm thật luôn đó các bạn. Trong đây có cửa hàng miễn thuế nè, gọi là duty free shopping nè các bạn. Có tất cả những cái loại thuốc lá nổi tiếng trên toàn thế giới. Các bạn có thể mua mắt kính nè, tất cả những cái thương hiệu nổi tiếng đó các bạn. Đó, hoặc là các bạn có thể mua sô cô la. Cái giá mà Thanh Mai để ý cho tất cả những cái sản phẩm ở trong đây nè các bạn, thì cái giá của nó cũng tương đương với tất cả những cái trung tâm mua sắm hoặc là những cái cửa hàng miễn thuế ở trong sân bay đó các bạn. Tại vì Thanh Mai đi nhiều nước lắm, Thanh Mai đi khắp nơi trên thế giới để làm việc luôn. Đó, nên là cái việc mà Thanh Mai đi vô những cái sân bay hoặc là những cái cửa hàng trung tâm mua sắm này nè thì rất là thường xuyên, thế nên Thanh Mai cũng nắm được giá của nó. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là từ khu vực này chúng ta có thể nhìn thấy khu vực thang máy đi xuống từng dạng như là sảnh ha. Bây giờ Thanh Mai sẽ dẫn các bạn vào một trong những cái chỗ mà bán rất là nhiều những cái thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới này các bạn. Đó, các bạn có thể mua nước hoa Dio hoặc là kem dưỡng Dio, son Dio, tất cả những cái sản phẩm của Dio ha. Thanh Mai á là chỉ có xài nước hoa Dio thôi đó các bạn. Thanh Mai rất là thích nước hoa Dio ha. Đây, cái sản phẩm L'Oreal là đây là cái sản phẩm mà Thanh Mai vẫn xài nè. Đó, sản phẩm mà mỹ phẩm Thanh Mai vẫn xài mỗi ngày đó các bạn. Đó, chút xíu Thanh Mai lại đây chia sẻ cho các bạn một chút về sản phẩm này ha. Giá cả của nó nói chung là không quá mắc đâu các bạn. Thì nó là hợp lý thôi. Tại vì Thanh Mai sử dụng cái sản phẩm L'Oreal này là đã 10 năm rồi, hơn 10 năm rồi. Và cái sản phẩm dưỡng da này nè các bạn,
thì tùy vào độ tuổi ha. Nếu mà chúng ta trẻ thì chúng ta sử dụng những cái mỹ phẩm nhẹ nhàng thôi, tại vì cái lúc này da của chúng ta chưa có bị lão hóa nhiều. Còn khi mà các bạn lớn tuổi hơn thì các bạn sẽ sử dụng cái kem lão hóa này nè các bạn. Bữa vừa rồi Thanh Mai mua quá trời cái kem chống lão hóa này nè các bạn. Nhưng mà tại vì cái da mặt của Thanh Mai nó còn chưa, dạng như là còn trẻ quá, nó chưa có phải là già đó các bạn. Thế nên là có vẻ nó không có được phù hợp lắm. Thế nên là Thanh Mai lỡ mua rồi nhưng mà không có xài nữa ha. Tại vì xài, khi mà mình xài cái sản phẩm mà nó mạnh quá đó thì nó sẽ gây ra là làm cho cái da của chúng ta sẽ bị dạng như là bị tổn thương đó. Tại vì cái trời ở bên Trung Quốc á, các bạn biết không, hoặc là cái thời gian mà chúng ta đi bên Nhật Bản á, Thanh Mai đi du lịch đó, thì cái thời tiết nó lạnh lắm luôn á, 2 độ C à. Đó thì Thanh Mai mà sử dụng cái mỹ phẩm không phù hợp á thì cái da của Thanh Mai sẽ rất là dễ bị dạng như là bị phá hủy hết á. Ngoài ra thì các bạn còn thấy có rất là nhiều những cái sản phẩm dạng như là chăm sóc cho cơ thể của chúng ta nè. Có sữa tắm nè, có kem dưỡng toàn thân nè. Đó, Thanh Mai thì các bạn biết không, Thanh Mai rất là bận luôn. Thanh Mai trời ơi, bù đầu bù cổ luôn á, làm rất là nhiều thứ. Tại vì Thanh Mai kinh doanh nè, Thanh Mai làm bất động sản nè, rồi Thanh Mai kinh doanh tỏi đen nè, Thanh Mai làm đủ thứ trơn á, công việc làm tour thiết kế lum la. Thế nên là Thanh Mai không có thời gian để chăm sóc cho cái làn da của Thanh Mai đâu. Mà Thanh Mai hầu như là chủ yếu là mua dạng như là kem dưỡng cho da mặt thôi ha. Đó. Thì trong đây thì các bạn có thể mua được tất cả những cái loại mà các bạn muốn. Tất cả các thương hiệu nổi tiếng luôn ha. Đó. Thì đây là một trong những cái nơi mà Thanh Mai nghĩ là rất là tuyệt vời. Ở một cái du thuyền mà không những là có tất cả những cái hoạt động giải trí rất là thú vị. Bên cạnh đó thì còn có tất cả những cái trung tâm mua sắm và những cái thương hiệu nổi tiếng. Các bạn không cần phải quan tâm, hoặc là nhiều khi các bạn lỡ quên ở nhà, các bạn không đem theo, thì các bạn đến đây các bạn cũng có thể mua được ha, những cái sản phẩm này. Thì đó, cái sản phẩm L'Oreal này thì Thanh Mai đã sử dụng hơn 10 năm rồi. Vẫn đang có mặt ở khu vực lầu 7 này các bạn. Cái khu vực này á, nó có một cái cầu thang đó các bạn. Mà Thanh Mai thấy tối ngày á, là tất cả những cái quý bà mặc những cái bộ đồ lung linh, những cái đầm khiêu vũ thật là đẹp đến đây để mà chụp hình đó các bạn. Thì trong cái khu vực này đó cũng là tầng 7 luôn, bán rất là nhiều ngọc trai nè, đồ trang sức cho phụ nữ. Đó, nếu mà du khách nào muốn mua đồ trang sức ngọc trai thì có thể lại khu vực này, bán rất là nhiều. Đó các bạn thấy không? Nè, khu vực này nè, lúc nào cũng đông đúc hết á. Tất cả du khách chụp hình rất là nhiều. Đó, có bán những cái mỹ phẩm dưỡng da, rồi có bán áo sơ mi, quần áo, giày dép, tất cả những cái dầu dưỡng thể Aura của cái khu vực massage đó các bạn. Đặc biệt á, là trong cái khuôn viên của tầng 7 này nè các bạn, các bạn còn thấy đây một cái quán bar. Cái quán bar này đó các bạn thì nó mở cửa phục vụ du khách 24/24. Có nhân viên của MSC thì lúc nào cũng túc trực. Khách có thể mua kem nè, khách có thể mua bánh nè. Nói thiệt các bạn chứ tất cả các loại bánh này nè, ở trong cái nhà hàng buffet Pura Pura trên lầu 14 á, lúc nào cũng có hết đó các bạn. Các bạn thật sự không cần phải bỏ tiền ra để mua bánh ở đây đâu. Mà Thanh Mai thấy không có du khách nào bỏ tiền ra mua bánh ở đây cả. Bởi vì nếu mà du khách muốn ăn bánh á, thì có thể lên lầu 14 đó các bạn, ăn miễn phí luôn. Đó, có bán rất là nhiều đồng hồ Longines. Đó, các bạn thấy không? Bán hầu như là thương hiệu nổi tiếng thôi đó các bạn. Các bạn còn có thể mua đồng hồ Rolex. Đó, các bạn có thể mua là Bulgari nè. Đó, các bạn có thể mua rất là nhiều những cái sản phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới. Và chắc chắn một điều là tất cả những cái sản phẩm trong đây đều là hàng chính hãng. Và giá của nó cũng không hề rẻ đâu các bạn. Tương đương với tất cả những cái cửa hàng chính hãng trên toàn thế giới.
Thanh Mai thích đồng hồ lắm. Trước đây mỗi lần Thanh Mai đi làm việc á, cứ mỗi một quốc gia như vậy Thanh Mai mua tặng mình một cái đồng hồ. Nhưng mà thật ra đó các bạn, đến bây giờ đó Thanh Mai chỉ đeo một cái đồng hồ thôi, và Thanh Mai đã đeo mười mấy năm rồi, vẫn rất là tốt. Và các bạn biết không, cái đồng hồ này là chạy bằng năng lượng, dạng như là bằng cơ, bằng không phải bằng cơ, bằng năng lượng mặt trời. Kể cả lúc Thanh Mai á, dạng như là Eco Dry đó các bạn, Thanh Mai không đeo thì nó vẫn chạy. Còn trong cái đó, nếu như mà các bạn mua những cái đồng hồ Longines hoặc là những cái đồng hồ cơ đó, là các bạn không đeo thì nó sẽ không chạy ha. Thanh Mai cũng có đồng hồ Rolex đó các bạn, nhưng mà Thanh Mai không có đeo, tại vì các bạn biết sao không, nó đeo thì chạy mà không đeo thì không chạy. Nên đôi khi á, không phải lúc nào Thanh Mai cũng đeo đồng hồ, đi làm việc thì đeo đồng hồ, nhưng mà lúc về nhà đó Thanh Mai phải làm việc, thế nên là Thanh Mai đeo đồng hồ thì cảm thấy rất là vướng. Đó, các bạn thấy không nè, các bạn thấy là có rất là nhiều giỏ sách ha. Thì trước đây á, Thanh Mai cũng thích giỏ sách hàng hiệu lắm. Thanh Mai có Prada nè, Louis Vuitton nè, hoặc là Hermes nè. Nhưng mà bây giờ Thanh Mai già rồi các bạn, Thanh Mai đi tour rất là nhiều, và mỗi ngày Thanh Mai phải đeo như vậy đó, Thanh Mai đau vai lắm. Bây giờ Thanh Mai đeo mấy cái giỏ rất là bằng vải đó các bạn, rất là nhẹ nhàng để mà dễ di chuyển. Các bạn thấy không, đây là khu vực casino ha, sòng bài ha. Đó, sòng bài rất là lớn với tất cả những cái máy móc rất là hiện đại luôn. Thanh Mai không quay nhiều được. Trên cái du thuyền này đó các bạn, nó có hai khu vực hồ bơi nha các bạn. Một khu vực hồ bơi ở ngoài trời, ví dụ như là đây nè các bạn, đây là khu vực hồ bơi ngoài trời ha, nó không có mái che. Trời mưa hoặc là trời nắng thì chúng ta đều có thể thấy được hết luôn. Đó, thì khu vực này nè các bạn, nó rất là lạnh. Thì khi mà Thanh Mai đi qua cái khu vực này đó các bạn, Thanh Mai mặc áo lạnh nè các bạn, chứ không là nó sẽ rất là lạnh đó các bạn. Thì mỗi lần mà Thanh Mai muốn di chuyển á, từ khu vực này qua khu vực kia đó, mà nếu mà Thanh Mai đi ngang qua cái khu vực hồ bơi ngoài trời á, thì Thanh Mai nhất định là phải mang theo áo lạnh để mặc, chứ không là lạnh. Chỉ có mấy phút thôi, nhưng mà nhiều khi lười không mang theo. Đó, nhưng mà hôm nay á, thì Thanh Mai không có quên, Thanh Mai mang theo ha. Dẫu sao chăng nữa thì tốt nhất là không để mình bị lạnh, mà sẽ rất là dễ bị cảm. Tại vì cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Nếu như mà Thanh Mai bị bệnh, bị sốt á, thì Thanh Mai không có làm việc được gì hết á. Là một người của công việc mà, thì ngoài cái thời gian mà Thanh Mai phải làm việc rất là chăm chỉ ra, rất là vất vả ra đó, thì Thanh Mai cũng phải cố gắng để mà giữ gìn sức khỏe, phải chăm sóc bản thân của mình. Khi mà Thanh Mai khỏe thì Thanh Mai mới có thể nào là làm việc nè, đặc biệt là Thanh Mai mới có thể quay video và xử lý video clip, thì mới có thể chia sẻ đến cho các bạn được, đúng không nào? Thanh Mai rất là cảm ơn tất cả những cái bạn yêu quý và bấm nút đăng ký theo dõi của Thanh Mai. Đặc biệt đó là nhiều khi Thanh Mai đọc mấy cái bình luận của các bạn á, các bạn nói rằng là các bạn đăng ký theo dõi Thanh Mai rất là lâu rồi, hoặc là nhiều bạn khen Thanh Mai cái này, khen Thanh Mai cái kia. Trời ơi, được khen á, ai mà không thích, đúng không nào? Thích lắm luôn đó. Và bên cạnh đó thì Thanh Mai cũng bị chê là nhiều bạn á, chưa cần xem video clip của Thanh Mai là đã la lối chê bai rồi. Các bạn ơi, đây nè là hồ bơi, nhưng mà hồ bơi này nó ở trong nhà nha các bạn. Tại vì khu vực lầu 14 này có hai hồ bơi. Một hồ bơi bên ngoài là cái hồ bơi hồi nãy Thanh Mai chia sẻ đó. Và hồ bơi này á, là hồ bơi ở trong nhà. Thì cái hồ bơi trong nhà này nó có mái che, thế nên là nó không có lạnh đâu các bạn. Và nó có mấy cái bồn ngâm nước dạng như là nước ấm đó các bạn. Đó, thì một cái hồ bơi, một cái bồn như thế này 7 hoặc là 10 người có thể là ngồi ngâm nước nóng cùng nhau. Đó, hoặc là bên cạnh hồ bơi thì có những cái sòng bài như vậy nè các bạn. Mấy cái người lớn tuổi của Trung Quốc có họ thích lắm. Đó, bây giờ Thanh Mai đi vào trong. Các bạn biết không, đây là khu vực spa. Nếu như du khách có nhu cầu làm đẹp nè, rồi có nhu cầu xông hơi nè, massage nè, đặc biệt là nếu du khách có nhu cầu mua tất cả những cái dầu, những cái sản phẩm chăm sóc thân thể, thì du khách có thể đi vào khu vực này. Các bạn thấy không, đây là một cái spa có cái thiết kế rất là đẹp. Khi mà chúng ta vào trong cái spa này đó, thì chúng ta sẽ ngửi được một cái mùi hương rất là thơm, rất là quyến rũ, rất là nhẹ nhàng từ cái khu vực spa đó, các bạn thấy không nè.
MSC Aurea Spa. Đó, nếu như mà du khách mà muốn bấm huyệt nè, muốn massage nè, muốn chăm sóc da nè, muốn làm tóc nè, muốn làm móng nè, đó ha, hoặc là muốn học những cái khóa về làm đẹp á, thì có những cái chuyên gia trang điểm và những cái chuyên gia làm đẹp, người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta chăm sóc da, chăm sóc cơ thể, massage, giảm mỡ, đủ thứ hết luôn đó các bạn ha. Chắc chắn một điều, cái giá ở trong này đó các bạn, nó tương đương với cái giá của một spa và trong ở trong khách sạn 5 sao đó các bạn. Ở đây á, các bạn biết không, có bán rất là nhiều những cái sản phẩm dành cho cái việc tập gym nữa. Đó các bạn thấy không, đồ áo, giày dép, tập gym. Đó, ở đây là có bác sĩ nè. Đó. Bây giờ đó, Thanh Mai đưa các bạn vào trong khu vực câu lạc bộ tập gym nha các bạn. Của MSC nè, đó, đó, các bạn thấy không? Đây, cái cửa này ha. Bây giờ muốn vô tập gym á, các bạn phải viết tên của các bạn ra. Rồi các bạn phải viết là cái cabin, tức là cái số phòng của các bạn là số phòng bao nhiêu. Đó, các bạn làm một cái hồ sơ. Sau đó người ta sẽ dán một cái logo có cái hình quả tạ lên trên cái thẻ trên cabin của chúng ta. Và mỗi lần chúng ta vào bên trong này đó, thì chúng ta không cần phải đăng ký nữa. Các bạn có biết không, Thanh Mai thấy á, đây là một trong những cái câu lạc bộ gym á, mà nó cực kỳ là hiện đại luôn. Trong cái câu lạc bộ tập gym này, Thanh Mai thấy mấy trăm cái máy luôn đó các bạn. Trời ơi, không phải là mấy cái nha, không phải mấy chục cái nha, nhiều lắm luôn á. Thì du khách đến đây nè, có thể thoải mái tập. Đó các bạn thấy không, nó có các bạn chỉ dẫn nè. Trong đây là có huấn luyện viên luôn. Nếu như mà các bạn muốn tự tập á, thì các bạn có thể tự tập. Máy thì lúc nào cũng sẵn sàng cho các bạn tập. Và huấn luyện viên ở trong cái phòng tập này có nói với Thanh Mai á, nếu như mà trong cái phòng tập này ở bên máy bên kia nó có cái câu lạc bộ yoga. Nếu như mà chúng ta muốn tập yoga đó, thì chúng ta cũng có thể đăng ký một khóa học. Và giá của nó là 17 đô la cho 2 giờ học. Đó các bạn thấy không. Thì ngoài những cái du khách mà vào trong cái phòng tập này đó, thì Thanh Mai để ý, Thanh Mai thấy có rất là nhiều người nước ngoài. Người nước ngoài là ai? Họ là du khách, họ là tất cả những cái phi hành đoàn làm việc trong cái du thuyền này. Bởi vì đó, cái du thuyền này là du thuyền quản lý bởi những cái người châu Âu đó các bạn. Thế nên là từ lãnh đạo cấp cao nè, cho đến đầu bếp nè, cho đến trưởng phòng hành chính nè, hoặc là tất cả những cái quản lý đó, đều là người châu Âu hết. Và đặc biệt là trong cái du thuyền MSC này có một cái nhà hát, và trong cái nhà hát đó có mấy trăm nghệ sĩ, và người ta đều là người châu Âu. Nếu như mà các bạn tiếp tục theo dõi cái video clip phần 4 nè, phần 3 của Thanh Mai đó, thì các bạn sẽ thấy là Thanh Mai có những cái buổi mà xem ở nhà hát đó các bạn, thì có những cái màn biểu diễn của những nghệ sĩ rất là thú vị luôn đó các bạn. Đây là một cái phòng gym. Thì ngày hôm nay Thanh Mai mới vào để mà xem thôi, chưa có tập. Nhưng mà nếu như mà các bạn xem cái video clip phần 4 của Thanh Mai thì các bạn sẽ thấy rằng là Thanh Mai tập rất là nhiều bài tập trong cái phòng gym này. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký theo dõi Thanh Mai để xem video clip phần 4 nha các bạn. Chúng ta sẽ tập thể dục cùng nhau nha. Bây giờ Thanh Mai đi về phòng của Thanh Mai. Các bạn biết không, mắc cười lắm. Ngày đầu tiên á, Thanh Mai đi vô du thuyền đó các bạn, Thanh Mai kiếm không ra được cái phòng của mình luôn. Bởi vì là trên cái thuyền này đó có tổng cộng là 5.000 du khách. Trong khi đó là có rất là nhiều cabin và phân ra rất là nhiều khu vực. Cái thang máy thì có tổng cộng là 4 cái thang máy và chia ra làm rất là nhiều tầng. Chính vì vậy là rất khó mà để chúng ta có thể phân biệt được cái phòng nào và cái lối nào để đi vào phòng của chúng ta. Đó, thì Thanh Mai cũng phải mất khoảng ngày thứ hai
Thì lúc đó Thanh Mai mới định hình được, Thanh Mai mới cố gắng tập trung để mà coi thử là cái phòng của mình là khu vực nào. Bây giờ Thanh Mai hiện tại đang có mặt trong nhà hàng để ăn tối. Tại vì Thanh Mai ở cabin ở lầu 10. Thì lầu 10 thì Thanh Mai sẽ ăn tối tại khu vực lầu 5. Đây là nhà hàng phục vụ theo menu và bao gồm trong chương trình. Nếu mà chúng ta muốn ăn tất cả những cái món ăn theo menu đó thì chúng ta sẽ vào nhà hàng. Nhân viên của nhà hàng MSC sẽ đưa cho chúng ta một cái menu và sau đó là chúng ta có thể gọi món. Trời ơi, các bạn biết Thanh Mai hôm nay gọi món gì không? Cái bữa đầu tiên á, Thanh Mai không có kinh nghiệm, Thanh Mai để cho mấy người ở cùng bàn họ gọi. Nhưng mà sau này Thanh Mai có kinh nghiệm rồi, là Thanh Mai sẽ gọi là bò bít tết nè, Thanh Mai gọi kem nè, Thanh Mai gọi những cái món ăn ngon nhất luôn đó các bạn. Sau khi ăn tối xong á thì Thanh Mai di chuyển đi lên khu vực nhà hát. Các bạn biết không, trong khu vực nhà hát này đó các bạn, cứ một đêm như vậy nó có khoảng 2 đến 3 màn biểu diễn. Và thời gian biểu diễn là bắt đầu vào lúc 18 giờ. Một cái chương trình biểu diễn như vậy đó thì nó sẽ biểu diễn trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thanh Mai nhớ là Thanh Mai đi du lịch rất nhiều nước lắm các bạn, nhiều quốc gia trên thế giới đó. Thì mỗi một quốc gia nó có một cái chương trình biểu diễn dành cho khách du lịch và phải bỏ ra rất là nhiều tiền để mà mua vé tham quan, để mà xem cái màn biểu diễn. Thì trên cái du thuyền này các bạn, tất cả các nghệ sĩ trên sân khấu họ đều là người châu Âu. Họ biểu diễn những cái màn biểu diễn rất là chuyên nghiệp, sân khấu rất là hoành tráng. Các bạn biết không, là cái sân khấu này nè, là nó có thể chứa được 5.000 du khách đó các bạn. Tại vì khi mà người ta thiết kế một cái thuyền á thì chắc chắn là tùy vào cái số lượng du khách ở trên cái thuyền đó mà ban quản lý của cái du thuyền MSC có thể thiết kế một cái sân khấu cũng như là một cái nhà hát có một cái dung lượng dung tích để có thể chứa được hết tất cả các du khách trên thuyền. Cái nhà hát này á, nó nằm ở hai khu vực, khu vực lầu 6 và khu vực lầu 7. Đó thì hai cái anh chàng đang biểu diễn trên sân khấu rất là dễ thương đó các bạn. Hai cái anh này nè tung hai cái tung mấy cái quả banh đó các bạn. Tung qua tung lại, tung qua tung lại, tung qua tung lại. Và các bạn biết sao không? Vừa tung vừa lột đồ đó các bạn. Mấy anh tung qua tung lại á, cho đến khi mà các anh lột hết đồ luôn. Lột từ cái áo khoác nè, xong rồi mặc lột vào áo com lê nè, xong rồi lột nón nè, lột quần nè, lột tất nè, xong rồi lột giày nè, xong rồi lột vớ nè. Đó mấy ảnh đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại vậy đó các bạn. Lột hết trơn luôn, mắc cười lắm. Mọi người á ngồi dưới á cười quá trời luôn. Xong rồi vỗ tay nữa. Xong rồi á các bạn biết sao không? Đặc biệt á là mấy chị em phụ nữ á là cười mà cười đến nỗi rụng răng luôn á. Nhưng mà các bạn biết sao không? Trong lúc Thanh Mai xử lý video á là có thể là do lỗi của cái phần phần mềm xử lý. Chính vì vậy á mà Thanh Mai lỡ xóa mất cái video gốc rồi, Thanh Mai chỉ giữ lại cái video sau khi Thanh Mai xử lý cái phần thô thôi. Chính vì vậy á mà khi mà Thanh Mai bắt đầu viết cái subtitle bằng tiếng Anh á, Thanh Mai phát hiện ra là cái video clip với cái nhạc gốc á đã bị Thanh Mai xóa mất rồi. Nên là xin lỗi các bạn, trong cái video clip này các bạn sẽ không nghe được cái âm thanh cũng như là tất cả những cái màn biểu diễn của nghệ sĩ. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký theo dõi Thanh Mai nha. Trong video clip phần 3 và phần 4 thì Thanh Mai cũng có xem những cái màn biểu diễn này và Thanh Mai sẽ chia sẻ cho các bạn có âm thanh, có đúng cái chương trình biểu diễn của người ta luôn. Bởi vì là cái phần gốc thì Thanh Mai lỡ xóa mất rồi. Và các bạn biết không, trên cái tàu MSC này đó, cứ mỗi buổi tối như vậy người ta sẽ biểu diễn một cái chương trình khác nhau. Tất cả các nghệ sĩ khác nhau và diễn những cái chương trình rất là hoành tráng luôn. Chính vì vậy mà Thanh Mai khi mà ở trên cái du thuyền á, cái bữa đầu tiên á Thanh Mai không có biết, tại vì khi mà Thanh Mai mua cái chương trình này nè thì Thanh Mai nhờ người bạn của Thanh Mai mua. Chính vì vậy mà Thanh Mai không nắm được cái lịch trình, Thanh Mai chỉ có vác xác của Thanh Mai để đi thôi. Thế nên là bắt đầu đến ngày thứ hai thì Thanh Mai bắt đầu mới khám phá dần dần trên cái du thuyền này có những cái gì. Đó thì Thanh Mai phát hiện ra là có nhà hát và một đêm như vậy nó biểu diễn bao nhiêu suất
và chương trình biểu diễn thì khác nhau và phục vụ những cái gì. Đó thì Thanh Mai có quay lại hết. Đêm đầu tiên thì Thanh Mai không có xem nên Thanh Mai không có biết. Nhưng mà đêm thứ hai thì Thanh Mai đã quay lại. Đó các bạn biết không, sau thời gian một tiếng đồng hồ đó thì kết chương trình biểu diễn kết thúc và du khách á, thì bắt đầu là sẽ đi ra ngoài. Đó các bạn thấy không, sân khấu rất là hoành tráng đúng không? Đó tầng 1 và tầng 2. Đó thì Thanh Mai đợi cho mọi người ra hết xong rồi Thanh Mai mới ra. Cái ghế ngồi đó các bạn thoải mái lắm đó các bạn. À, đây là một trong những cái nhà hát mà người ta thiết kế rất là hoành tráng. Các bạn ngồi ở vị trí nào á thì các bạn cũng có thể nghe rõ được hết tất cả những cái lời ca sĩ hát hoặc là âm thanh ánh sáng, nó không có bị ảnh hưởng gì hết. Thanh Mai cảm ơn rất là nhiều tất cả những cái bạn mà bấm nút đăng ký theo dõi Thanh Mai trên kênh YouTube. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để theo dõi video clip phần 3 và phần 4 của Thanh Mai nha. Trong video clip phần 3 thì Thanh Mai sẽ đưa chúng ta đi du lịch bên Nhật Bản nha các bạn. Bởi vì cái du thuyền MSC này nó sẽ cập bến vào Nhật Bản đó, thì Thanh Mai sẽ tham quan ở đâu thì Thanh Mai sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Đó, trong cái du thuyền thì nó có cả cái hộp đêm quán bar đó các bạn. Du khách mà muốn uống rượu, muốn vào bar đó thì đến cái quán bar này nè ha các bạn ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau nha.